cắn trong cái còng ăn đi. Em phép mở đùi cái. Cho mở đầu cái đùi. Còng, rượu đâu rồi mang đây. Này. Nào, xin mời tất cả mọi người nhá. Ngon không? Ngon. Mình đi lên đồi chặt củi về nhóm các bạn. Mấy nữa tao xây nhà đây cho mày xem. Lấy cái gì quét bát dầu rồi. Hôm qua cái lá tre. Hay cái lá gì để quét bát dầu rồi. Thank you.
thắng công với công ăn. Em được phép mở đùi chứ. Cho mở đầu cái đùi gà. Công. Rượu đâu rồi mang đây. Mày. Nào, xin mời tất cả mọi người nhá. Ngon không? Ngon chứ. Con này cho em. Mời mọi người ăn nhá. Ngon. Mười cay vừa mà. Yếu vị lắm. Ngon nhỉ. Nhi không cho Nhi ra đây chơi chú Tuấn. Hả? Không cho Nhi ra đây chơi. Nhi đang ngủ. Ôi ôi thằng. Bọn này ăn không mời ai nhỉ? Em mời. Bây giờ là 17:25. Làm rưỡi. Ngon lắm các bạn ơi. Ca đấy. Cắt chát. Trời. Cảm giác thế nào Tùng? Cảm giác ăn ngon. Thế chị ướp ngon. Ướp ngon. Quá ngon luôn.